Rồi, mình xin chào qua tên em đã trở lại cần tiếp theo của mình. Mình là câu được một con gì vậy? Nè, nhìn thấy không? Rồi, bye anh em. Rồi, mình đã câu được một con tiếp theo này. Thấy đẹp hay không? Mình câu không phải mắt, thì mình lắc miệng. Mình sẽ câu tiếp này nha. Lan đi, đi thử. Con mua thịt rồi đó, hai con thịt rồi. Ăn mua hai con thịt rồi đó, mọc như con luôn. Mình tới lại đây.
Bye bye anh em. Anh em hãy thấy hay à, xem video tiếp theo nha anh em. Video này là mình review chỗ này thôi nha. Đây là chỗ hồ, là chỗ hai bên con sông nha. Đây, anh em thấy hay không? Hai bên con sông nha anh em. Còn thấy chưa? Đây là hai bên con sông. Còn đây bên này là hồ tôm nha anh em. Chỗ này cát nhiều anh em. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Đi sau anh tôi sẽ câu cá nhiều hơn nữa. Bye bye.